Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Keyboard Game. Mình có đọc comment từ cái video trước ấy, và thấy là cũng đúng, vì là mình nên tách hướng dẫn chơi ra một riêng ra một video thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách chơi game Bang the Drill. Thì setup nha, đầu tiên là setup theo đúng cái hình này luôn này. Mình sẽ setup ngang ra cho dễ. Thì chúng ta có hai phe, một phe cảnh sát, một phe outlaw. Ok, mỗi người sẽ có một biểu tượng như này. Tiếp theo là chúng ta có rất nhiều token máu, tí nữa chúng ta sẽ dùng đến. Mỗi người chơi của chúng ta sẽ có hai chồng bài, của bên outlaw sẽ là chồng bài màu đỏ, chữ màu đỏ, và của bên cảnh sát sheriff sẽ là chữ màu vàng. Thì mình sẽ setup cho một bên và các bạn sẽ có thể setup cho bên còn lại y hệt như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn bốn tướng ngẫu nhiên ở trong chồng bài này, gọi là chồng tướng sử dụng. Sau đó chúng ta xem tướng nào, bốn tướng thôi, bốn tướng thôi. Sau đó chúng ta xem tướng nào mình sẽ để là ra trận trước, thì mình sẽ chọn hai người và phần còn lại sẽ úp vào đây, gọi là revert cap. Bên Outlaw cũng làm tương tự. Rồi, và chúng ta sẽ đánh dấu xem là vị tướng nào sẽ được ra đầu tiên. Thì chẳng hạn, đánh dấu ở đây, đánh dấu ở đây chẳng hạn. Đấy, chúng ta gọi cái người đấy gọi là AC, Active Character. Ok. Rồi nha. Thì sẽ lật lên. Đấy, đặt lên là lộ mặt. Và sau đó thì những người chơi sẽ trộn đều lên và bốc bài bắt đầu. Bên cảnh sát là Sheriff sẽ được đi trước với bốn lá bài. Bốn lá bài bắt đầu. Bốn lá. Sau đó để chồng bài bốc bên cạnh như này. Bên Outlaw sẽ đi sau với năm là bài bắt đầu, sau đó để chồng bài bốc sang bên này. Ok, năm là bài bắt đầu nha. Và đây là tất cả những gì bạn cần làm để setup chơi trò chơi này. À, thiếu một cái, đấy là chúng ta sẽ lấy số máu là số viên đạn bằng với số máu ghi trên nhân vật. Vậy là kết thúc phần setup. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần hướng dẫn chơi nhé. Thì để chơi trò này sẽ như nào? Đầu tiên là bên cảnh sát sẽ đi trước với bốn lá, và ở mỗi lần người chơi các bạn sẽ làm những hành động sau. Thứ nhất là bốc bài, bốc bài thì bốc hai lá. Nếu có thêm chức năng nhân vật hay chức năng của lá bài chúng ta sẽ bốc thêm, thì đấy là do trong lá bài có ghi và chức năng nhân vật có ghi nhé. Còn mặc định là bốc hai lá. Sau đó chúng ta sẽ đánh bài. Cuối cùng là chúng ta bỏ bài và kết thúc lượt. Thì ở giai đoạn đánh bài chúng ta sẽ được làm những hành động sau. Đây có là bài hướng dẫn đây, các bạn có thể nhìn. Chúng ta có ba loại bài: bài viền đỏ, bài viền nâu và bài viền xanh. Bài viền đỏ người ta gọi là bài bang. Đây, chúng ta có ba loại bài đây: bài viền đỏ, bài viền nâu và bài viền xanh. Ok, thì bài viền đỏ là bài bang, mỗi lượt các bạn chỉ được bang một lần thôi, và bài bang này cũng có chức năng nhé. Nó khác với bài bang ở trong game bang thường hay là bài sát thì đang sát. Thì đây có chức năng, và biểu tượng này là biểu tượng bang này, biểu tượng cái mũ bị sượt qua là biểu tượng miss. Ok, bài đỏ chỉ tác dụng lên nhân vật AC của đối phương, tức là chỉ được bắn vào cái người nào mà đang hoạt động ở đối phương thôi, còn không được bắn vào người còn lại, nhưng sẽ có những chức năng nó cho phép bắn vào người còn lại. Tiếp đó là bài cẩm nang, gọi là bài cẩm nang đi nó dễ. Bài viền nâu thì bài viền nâu mục tiêu của nó sẽ là nhân vật của bản thân này, nhân vật chưa hoạt động của bản thân và nhân vật đang hoạt động của người khác. Đó thì ví dụ như lá bài này, nhà bài này tên là The Ringer, thì chức năng cũng là bang và đối phương được quyền đánh ra bất cứ lá nào trên tay coi như né. Ok,
Đấy, thì đấy là các bạn được quyền bang thêm phát nữa do chức năng của cái lá này, còn lá bang này các bạn chỉ được dùng một lần thôi. Có nhiều lá khác cũng ảnh hưởng, ví dụ như này, như Gatling chẳng hạn. Gatling sẽ bang toàn bộ người chơi khác trừ AC, tức là sao? Áp dụng vào lá bài hướng dẫn ở đây thì lá Gatling thì sẽ tác dụng lên RC của bản thân mình và AC của đối phương. Như vậy đó. Và tất nhiên là RC này nếu không thả được sẽ mất máu. Và các bạn sẽ thắc mắc là làm sao để thả đúng không? Thì cái chồng bài trên tay của các bạn ạ, cái bài trên tay của các bạn này là bài dùng chung cho cả hai nhân vật. Thì mình thả ra thì mình phải tự thả bang ra, nếu không thì bên mình sẽ mất một máu. Ok. Rồi loại bài thứ ba. Đấy là bài trang bị. Bài trang bị. Bài trang bị chỉ tác dụng lên AC của đối phương và RC của bản thân. Tức là khi các bạn trang bị lá bài này ra ấy, thì nó sẽ trang bị vào cái lá bài này vào lá tướng không sử dụng của bản thân. Đây, lá sử dụng lá bên này đây. Trang bị sẽ trang bị bên này. Nếu nhân vật này là nhân vật đang hoạt động thì sẽ trang bị vào bên này. Như vậy. Thì các bạn sẽ hỏi là trang bị như thế này thì dùng kiểu gì? Đúng không? Dùng kiểu gì? Thì trong cái lượt hành động của các bạn ấy, các bạn được làm một lần duy nhất, đấy là trao đổi vị trí của chủ và phó. Tức là trao đổi giữa vị trí đang hoạt động và vị trí không hoạt động. Các bạn sẽ chuyển qua lại nhưng mà chỉ một lần duy nhất thôi. Tức là các bạn có thể là trang bị hết ra sang bên này, sau đó chuyển nhân vật hoạt động sang bên này và sau đó hoạt động chức năng của nhân các cái lá này thôi. Rồi các bạn thêm chú ý một chút, đấy là chỉ có những nhân vật đang hoạt động thì mới được dùng chức năng của nhân vật đó thôi. Và sau khi người chơi đã kết thúc, sau khi người chơi đã làm hết những gì mình muốn rồi thì chúng ta sẽ đến giai đoạn là kết thúc lượt, thì mình sẽ phải bỏ bài. Ví dụ như nhân vật đây ấy, chúng ta có hai máu thôi đúng không, thì chúng ta sẽ phải bỏ đi sao cho tay chỉ cầm có hai lá thôi, giống như chơi ba bình thường vậy. Đây, giữ hai lá thôi và sẽ đến lượt của đối phương. Bây giờ khi mà một nhân vật bị giết thì chúng ta sẽ bỏ nhân vật đó ra, bỏ toàn bộ trang bị ra, lấy một nhân vật đầu tiên của cái chồng bài thêm này nè, lắp vào đây và bạn được bốc thêm hai lá nữa, rồi chúng ta đánh nhau tiếp. Game sẽ kết thúc khi mà một phe bị chết tất cả các nhân vật và người còn lại chắc chắn là thắng rồi. Ok, và đấy là tất cả những gì mà mình muốn nói với các bạn về cách chơi của game Bang the Duel. Game này là một game đối kháng rất là hay và nó cũng rất tốn là nhiều não. Vậy nên là nếu các bạn thích chơi cùng bạn bè kiểu hơn thua ấy, nhưng mà lại không phụ thuộc quá vào may mắn ấy, thì chúng ta có thể chơi game này. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu video này có ích với các bạn thì mình xin một like, một subscribe nhé. Bye bye.